Pin điện thoại của bạn sẽ dễ dàng phát nổ nếu làm những điều này. Nó sẽ dễ dàng bị nổ khi bị va đập mạnh, chọc thủng, hoặc vừa sạc vừa chơi dẫn đến việc cộng hưởng nhiệt, khiến pin nóng lên dẫn đến phát nổ. Ngoài ra thành phần chủ yếu của pin điện thoại là li thị, nó là một kim loại kiềm. Khi tiếp xúc với oxy thì sẽ tạo ra hiện tượng oxy hóa mạnh và dễ dàng gây nổ. Để sử dụng điện thoại một cách an toàn, chúng ta nên sử dụng điện thoại chính hãng, sạc máy ở nơi khô ráo và không nên vừa sạc vừa sử dụng điện thoại.